Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Thiền của em. Video này em sẽ chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị mình chúng ta tham gia sự kiện của dự án là RTI. Cái dự án này đã list trên một số sàn và em cũng đã từng chia sẻ về dự án này. Hôm nay họ đang phát triển về cộng đồng, nên họ có một cái phần thưởng và chúng ta tham gia, chúng ta sẽ được ăn chia ngẫu nhiên anh chị. Nó thế nào thì em sẽ cập nhật cho anh chị và chúng ta tham gia trong video này. Ở phần sau của video em sẽ chia sẻ chúng ta về cái đồng AGTI này nha. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ tham gia cái sự kiện của nó. Anh chị vào trong cái nền tảng X cùng em nha. Và anh chị sẽ gõ trong chữ là AGTI. Anh chị AGT phát nè, cái này á, là thuộc về cái mảng game, tổng cung của nó là khoảng 25 triệu anh chị nghe. Dự án này đã list trên một số sàn, giá nó hiện tại là hơn 0.5 đô đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tham gia ăn chia phần thưởng là 35.000 USDT từ dự án anh chị nha, em sẽ cập nhật cho anh chị. Rồi, chúng tôi vui mừng thông báo về Aerob RT phát USDT mới. Tổng giải thưởng của Aerob lần này là 35.000 USDT. Phần thưởng 10.000 USDT dành cho 1.000 người giới thiệu hàng đầu. Phần thưởng thứ hai là 25.000 USDT dành cho 1.000 người tham gia ngẫu nhiên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Rồi nhiệm vụ bắt buộc á, thì chúng ta sẽ theo dõi ít của họ, tham gia Discord, tham gia nhóm Telegram, tham gia kênh Telegram, theo dõi YouTube. Chương trình Aerob USDT kết thúc vào ngày 11 tháng 1 năm 2025. Việc phân phối USDT Europe sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2025. Tại sao có chương trình này? Đây là cái chương trình mà họ đang xây dựng để phát triển cộng đồng anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ tham gia nha. Anh chị làm một số nhiệm vụ cơ bản là mình sẽ nhận được. Rồi, cái link đăng ký thì em sẽ để dưới phần mô tả hoặc là cái phần bình luận game trong dưới phần video nha. Anh chị nhấp vào sẽ đưa anh chị đến Telegram. Thì ở đây có con bot anh chị thấy mà, chúng ta nhấp vào cái mục bắt đầu ở đây ha. Rồi ở đây chúng ta cần giải một cái phép tính để xác minh mình không phải là robot. Anh chị enter. Ở đây á, họ sẽ đưa cho mình, anh chị thấy không ạ? Các mỗi nhiệm vụ thì chúng ta sẽ được 5 đô ha. Rồi ở đây thì anh chị thấy này, có cái em sẽ đọc cái này cho anh chị mình luôn ha. Kèo này làm anh chị nói chung hên xui ha, được thì mình ăn. Đây anh chị thấy có thông tin nè đó, các nhiệm vụ liên quan. Rồi đầu tiên á, chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ follow Twitter Blind and Retweet cái bài đã ghim, chúng ta nhấp ở trên cùng cho em. Chúng ta chọn mở, rồi trên cùng là ở đây nè, chúng ta nhấp nè, thả tim, bình luận. Rồi sau đó chúng ta đăng lại, rồi chúng ta chích chẵn luôn. Anh chị có thể là ghi cái gì đó thì chúng ta đăng lại. Rồi chúng ta về đây, sau đó chúng ta sẽ join vào trong cái Discord ha. Anh chị phải có cái tài khoản trong Discord. Rồi chúng ta chọn mục chấp nhận lời mời. Rồi sau đó chúng ta quay trở về một cái, chúng ta nhấp vào một cái nữa để em đó, mình thả một cái anh chị ha. Chúng ta nhấp vào cái mục này đã đọc xong rồi, chúng ta có thể bình luận cái. Mình nhắn cái gì cũng được anh chị. Rồi sau đó anh chị sẽ quay trở về. Tiếp tục chúng ta làm thứ ba là join out Telegram group nè, tham gia vào cái nhóm Telegram của họ, anh chị nhấp vào tham gia. Rồi sau đó chúng ta quay trở về, anh chị nhấp vào thứ tư là join vào cái kênh Telegram của họ ha, Telegram channel. Chúng ta chọn tham gia cho em luôn đó, rồi chúng ta bình luận cái nữa. Thì ở đây á anh chị thấy nè, chúng ta còn 12 giây nữa.
Rồi anh chị bình luận nha. Sau đó mình quay trở về. Sau đó mình sẽ nhấp vào của một loạt follow YouTube. Mở. Đăng ký. Sau đó quay trở về. Rồi chúng ta sẽ chọn cái gì? Chọn cái chữ submit cho em. Lúc này họ sẽ hỏi mình đó là check lại các thông tin mình làm đúng hay không. Thì họ nói là nhập vào cái tên ít của chúng ta. Thì cái tên này là cái tên username đó. Thì anh chị vào trong ít của mình, vào cái tài khoản của mình, cái tên username đã nằm ở dưới đó nha. Chúng ta nhập vào. Sau đó chúng ta enter này cho đúng nha. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào Discord. Thì Discord đó, anh chị vào cái mục thoát ra. Chúng ta vào cái mục bạn phía dưới bên phải nè. Sau đó chị thấy ở dưới có cái chữ là Hùng Tỉnh 93 không? Nó là cái tên username của chúng ta. Thế nào thì nó sẽ là thế đó ha. Rồi. Sau đó họ nói mình là cái username của Facebook. Đó, em nhầm, của YouTube. Thì chúng ta cũng vào trong cái kênh YouTube của mình anh chị. Thì ở dưới, anh chị thấy ở dưới đây nè, có chữ A cộng của em là kiếm gạch nối tiền đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đây. Enter. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ sub. À, sau đó họ sẽ nói là mình gửi cái địa chỉ ví nhận bếp 20 cho họ. Thì sau này họ sẽ trả về cho chúng ta khi kết thúc sự kiện. Thì chỉ có thể dùng các quý. Em sẽ dùng cái quý OK Equip 3 ha. Rồi chúng ta chọn cái mục nhận. Sau đó chị gõ cho em chữ là BNB. Đó. Rồi chúng ta nhấp đây. Sao chép nè. Anh chị nhớ nha, chọn mục nhận nè. Sau đó chúng ta chọn cho em là BNB. Rồi chọn BNB Smart Chain, sao chép. Sau đó mình sẽ dán vào đây. Anh chị chờ nha, đang kết nó mạng. Rồi, vậy là xong. Thì chúng ta làm xong, ở đây nó sẽ có một cái link nè. Cái link này là link giới thiệu của em, cũng là cái link mà nãy của bác anh chị mình nhấp vào. Còn của bác anh chị mình giới thiệu xong sẽ có cái link khác. Rồi bây giờ thứ hai là chúng ta sẽ thêm cái tóc. Em không biết á, là họ sau này sẽ trả về cho chúng ta theo cái đồng USDT hay là cái đồng RTI. Thì bây giờ tránh trường hợp họ trả về mà chúng ta không mở á, chúng ta không biết á, thì chúng ta sẽ không nhận được. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Anh chị chúng ta sẽ vào trong cái coi mấy cái cáp. Sau đó anh chị sẽ vào cái biểu tượng tìm kiếm, chúng ta gõ trong chữ là AGTI nè. Đó, anh chị thấy trên cùng nè. Rồi sau đó chúng ta kéo lên. Kéo lên thì ở đây anh chị sẽ thấy có cái mục là trình khám phá chủ, nhấp vào. À, em nhầm, chúng ta nhấp vào ở trên đó, hợp đồng. Sao chép. Sau đó chúng ta về cái quý mà chúng ta vừa thêm hồi nãy đó anh chị. Anh chị, chúng ta vào cái ví ha, rồi chúng ta sẽ thấy phía bên phải, ở đây nè, nó có cái ba gạch ngang, chúng ta nhấp vào đó. Ở đây nó có cái mục là tìm mã hóa thì chỉnh, chúng ta nhấp vào. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái mạng, thì chúng ta chọn cho em mạng là BNB Smart Chain nha. Sau đó chúng ta sẽ dán vào. Rồi, nó sẽ ra, chúng ta chọn xác nhận. Thì lúc này cái quý của mình nó sẽ có cái đồng RTI này. Thì sau này nếu mà họ trả về cái đồng này thì nó sẽ nằm đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check xem cái đồng này. Thì lúc trước em cũng có chia sẻ cho chúng ta về cái đồng này rồi. Thì nếu mà cô bác anh chị mình đã mua rồi đó, thì chúng ta cũng cố gắng hold nha. Đây anh chị thấy. Đây. Tổng cung của nó là khoảng là 25 triệu. Lượng lưu hành của nó là hơn 19 triệu. Khối lượng là giao dịch hàng ngày. Vậy thấy không ạ? Rồi em sẽ vào cái sàn OKX. Đây anh chị. Đây là cái nến em lấy chặt cần ha. Thì ở đây là nó đang giai đoạn cái vùng tích lũy anh chị.
Nếu mà anh chị có thì chúng ta cũng vào theo phần trăm vốn anh chị. Nói chung đây là một cái kèo thuộc về cái mảng game, và cái game của họ đang trong giai đoạn beta anh chị ha. Và cái đồng này thì anh chị nhấp vào một tổng quan ở đây thì nó sẽ có, anh chị thấy là cao nhất là 3,3 đô, thấp nhất là 0,33. Vốn hóa thị trường hiện tại là 10 triệu 800 ngàn, 888 ngàn ha. Rồi lượng cung lưu hành ở đây ha, chị thấy nè. Đó thì đối với kèo này thì cái vốn hóa hiện tại nó cũng khá là thấp, đó là chúng ta cũng có thể vào. Mà anh chị vào rồi chúng ta cố gắng là chúng ta cũng hầu hen. Nói chung trong giai đoạn uptrend này có những cái đồng coin á nó sẽ bơm sao, nên là khi chúng ta mua xong rồi chúng ta thấy những cái đồng khác á, nó bay mà cái đồng mình mua nó không bay á, thì chúng ta thường tâm lý chúng ta sẽ rất là hoang mang, đặc biệt người mới, và chúng ta sẽ cắt lỗ chúng ta bán. Nhưng khi anh chị bán xong rồi cái con chúng ta mua nó sẽ không bay, mà cái con chúng ta vừa cắt xong 1-2 ngày hoặc có khi là 5-7 ngày tuần sau nó sẽ bay, mà nó bay khủng hơn là cái đồng mà chúng ta vừa mua nữa. Nên á anh chị cứ cố gắng nha, kiên trì anh chị. Rồi em xin phép dừng video luôn anh chị ha. Cô bác anh chị mình thấy video này hữu ích đó, ai chưa đăng ký kênh thì cho em một lượt like đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những cái kèo kiếm tiền miễn phí trên kênh YouTube của em chị ha. Chúc cô bác anh chị mình là buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc nha.